ớt hắc cực kỳ siêu phẩm nha cả nhà ơi. Mẹ vô nè anh em ơi, ớt hắc màu sơn bạc sơn 3D cho anh em nha, có lên cho anh em bộ đèn led cực kỳ đẹp nha cả nhà, led đề mi nè, bi cầu cho anh em nha. Và đèn này đặc biệt là anh em có thể liên kết với smartphone, anh em có thể điều chỉnh tùy ý màu sắc như thế nào cũng được luôn nha. Đó, nhìn kỹ quá là đẹp luôn nha cả nhà. Và giá sở hữu em này hiện tại có giá chỉ từ 74 củ nha anh em ơi. Mua quá nên hỗ trợ anh em trả trước chỉ từ 10 củ lấy xe về luôn nha. Có ship xe tổng quốc 63 tỉnh thành cho cả nhà luôn nha. Đặc biệt là phía sau em này em hơi cũng có độ luôn cả đèn hậu luôn nha cả nhà. Đó, đèn này cũng có thể kết nối với điện thoại, anh em muốn chỉnh màu nào vẫn được nha. Xi nhan trái phải đầy đủ nha anh em. Đặc biệt là em SH này nó phân khối chỉ có 125 nhưng mà em độ từ vàng mặt nạ 350 y dành cho những anh em không bạc nha cả nhà ơi, ra đường lấy le cho cả dân phố như nhà cả nhà. Nếu mà anh em liên hệ trước với em thơ đặt lịch sẽ được hỗ trợ thêm tiền xăng xe đi lại từ 500 tới một củ này, tặng anh em thêm bộ thiết bị định vị trị giá 2 củ 5 luôn nha, nón bảo hiểm, áo mưa, nhớt, phủ nano miễn phí 1 năm cho anh em luôn. Và xem được video này anh em liên hệ ngay em thơ số hotline phía dưới màn hình 0325 333 789, em thơ hỗ trợ tư vấn đặt lịch nha. Và cho em thơ xin một tim subscribe nha mọi người. Chào.